Merry Land Quy Nhơn Bình Định sẽ đá với sơ đồ là 4-2-3-1 với thủ thành Đặng Văn Lâm. Bộ tứ hậu vệ là Đức Lợi, Arionos Smith, Malon và Ngọc Tín. Ở phía trên hai tiền vệ trung tâm là Hoàng Quân và Văn Thuận. Ở phía trên là Văn Đức, Leo A Thừa, Văn Thành và tiền đạo đá cao nhất là tiền đạo màu số 72 Alan Sebastiao Alexandre. Bộ tứ hậu vệ là Trung Quốc, Brandon, Minh Tùng và Thanh Đạo. Hai tiền vệ trung tâm Thành Khôi và Ngọc Đức. Ở phía trên là Văn Kiên cùng với số 10 đó là Timothy Check và Huy Toàn. Ở phía trên là Patino Pizano Santiago. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Dứt điểm không vào. Cú đá của Leo A Thừa, người đang thi đấu ngay phía sau của Alan. Đó là một pha phối hợp có nét của đội chủ nhà Merry Land Quy Nhơn Bình Định. Rất nhịp nhàng và đập nhả 1-2 rất tốt với Văn Thành. Rồi người đỡ bóng là Võ Huy Toàn. Võ Huy Toàn quyết định dứt điểm ngay. Cú đá của Huy Toàn vẫn chưa đủ độ khó. Chưa thể có một pha đẩy bóng lên cao. Dứt điểm khá nguy hiểm. Cú đá rất hay và đầy bất ngờ tới từ Chu Văn Kiên. Đó là một cú sút chìm căng và cũng khá hiểm hóc. Bóng đi chết khung thành. Chúng ta nhìn Đặng Văn Lâm cũng đã bay hết cỡ. Ta cũng xem lại pha dứt điểm ở một góc khác. Không được. Pha phá bóng khá nguy hiểm. Không vào. Không thể có được pha tận dụng thời cơ. Còn đây là tình huống mà Malon đã phá bóng quá chủ quan. Patino đã có chủ đích là sẽ dê bóng qua Văn Lâm. Người xuất sắc hơn ở trong bóng này là Đặng Văn Lâm, để lại chúng ta nhiều ấn tượng trong trận đấu này. Dứt điểm không vào. Cơ đây rồi, không thể có cú dứt điểm này, rất đáng tiếc. Đưa bóng vào không được. Cơ hội cho đội chủ nhà dứt điểm không được. Đá qua Alan. Và lúc này thì ngoại binh của câu lạc bộ Merry Land Quy Nhơn Bình Định, Alan Sebastiao Alexandre đã có được 6 bàn. Cùng với đó là đưa bóng vào. Rồi, với khoảng trống này, Leo A Thừa dứt điểm tiếp. Bóng đã đi ra ngoài. Ta cũng xem lại một lần nữa dứt điểm ngay sau đó. Trận đấu vẫn cần thêm một điểm khác để có thể mở khóa trận đấu này. Patino quan sát tốt. Hội cho Patino đối mặt, dứt điểm. Wow! Đó là Patino. Các khán giả Thành phố Hồ Chí Minh, những cổ động viên Thành phố Hồ Chí Minh của Patino, cầu thủ lần đầu tiên góp mặt trong danh sách thi đấu của đội bóng này. Bàn ra mắt quá ấn tượng của Patino. Đã không quá hiểm hóc. Ngay cả Marlon cũng đã lỡ chớn. Võ Huy Toàn đường chuyền vào trong, đánh đầu và lắc đầu của Check Timite. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang cố gắng với những tình huống phản công để mang lại hiệu quả nhất định. Rất nguy hiểm, không vào. Sút tiếp vẫn không vào. Một pha bóng có phần nào đó giật mình tới từ Patrick Lê Giang. Ta cùng xem lại pha bóng này. Lốp bóng rất bất ngờ. Như vậy là lưới của đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh đã rung lên khi mà chúng ta đang xem lại tình huống quay chậm. Thì đội chủ nhà câu lạc bộ Merry Land Quy Nhơn Bình Định đã có bàn thắng. Một đường tạt bóng vào trong và cú đánh đầu chính xác của Alan đã mở tỷ số. Xin lỗi quý vị, đã quân bình tỷ số cho đội chủ nhà câu lạc bộ Merry Land Quy Nhơn Bình Định. Bóng rồi, Check TVT. Trên là Patino với cánh trái. Huy Toàn dứt điểm không vào, rất đáng tiếc cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng xem lại và dứt điểm này của Võ Huy Toàn. Văn Lâm đã chạm những đầu ngón tay vào bóng để đẩy bóng ra ngoài. Một cú dứt điểm hiểm hóc. Trên sân Thanh Hóa thì câu lạc bộ Hà Nội đang dẫn trước với tỷ số là 1-0. Cơ hội tới mắt, dứt điểm vào. Rất đáng tiếc. Đội Thành phố Hồ Chí Minh là trận đấu không có công nghệ VAR. Nhưng ở góc máy này thì đúng là Alan đã ở vào thế việt vị rồi. Alan đã ở dưới hàng thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đưa bóng vào rất hợp lý. Rất đáng tiếc cho đội chủ nhà với pha dứt điểm vừa rồi. Và Văn Thuận quả tạt bóng vào trong, đánh nhau không vào, rất tiếc. Cơ hội nữa được trao cho Alan. Ta cũng xem lại pha lắc đầu của Alan. Lúc này tiếng còi của trọng tài Lê Vũ Linh đã vang lên. Một đều là kết quả cuối cùng của cuộc đọ sức trên sân Quy Nhơn. Patino là người đã mở tỷ số cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Alan là người đã quân bình tỷ số cho câu lạc bộ Merry Land Quy Nhơn Bình Định. Với rất nhiều tiếc nuối nhưng đây là một trận đấu phải nói là cân tài cân sức tại sân Quy Nhơn. Và kết quả hòa có lẽ là một kết quả xứng đáng cho cuộc đọ sức này. Quý vị khán giả thân mến, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi ở trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những trận đấu tiếp theo tại giải V-League 1 2023-2024. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.